Nhận định bóng đá Uganda với Senegal, 2 giờ ngày 6 tháng 7, vòng 1/8 CAN Cup 2019. Dù chưa một lần ca khúc khải hoàn, nhưng Uganda cho thấy họ là đối thủ rất khó chịu của Senegal, mà việc hòa 3/5 trận là minh chứng. Cập nhật đội hình thi đấu, tỷ lệ kèo đấu của hai đội. Cùng với Madagascar, Uganda là một trong hai đội bóng không được quy hoạch vào vòng 1/8 trước khi giải đấu tại Ai Cập khởi tranh, trong khi Madagascar bị xếp vào diện lót đường vì đứng thứ 107 trên bảng xếp hạng FIFA, thì Uganda cũng không hơn gì. Nếu lấy mốc từ năm 1978, đây mới là lần thứ hai Uganda góp mặt tại ngày hội bóng đá số 1 lục địa đen. Tham dự CAN Cup 2019, Uganda nằm ở bảng A cùng Cộng hòa Dân chủ Congo, Zimbabwe và chủ nhà Ai Cập. Sau 3 lượt trận, thầy trò SEBASTINDESABGE cán đích thứ 2 với 4 điểm. Ở trận ra quân gặp Congo, Uganda thắng 2-0. Đến trận tiếp theo họ hòa Zimbabwe 1-1. Đến trận đấu thủ tục với Ai Cập, phe Greens thua chủ nhà Ai Cập 0-2. Đối thủ của Uganda ở vòng 1/8 là Senegal, với dàn sao đang thi đấu tại châu Âu như Kalidou Koulibaly Napoli, Idrissa Gueye Everton, Chukwu Zak Crystal Palace, Youssouf Sabali Bordeaux, Keita Ban Inter Milan và đặc biệt là Sadio Mane Liverpool. Senegal là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Vậy nhưng, tập thể dưới quyền huấn luyện viên Aliou Cisse lại thi đấu không quá thuyết phục. Họ chỉ thắng được hai đối thủ yếu hơn rất nhiều là Tanzania và Kenya, trong khi để thua Algeria 0-1 ở trận đấu mang tính phân định ngôi đầu. Dù chưa một lần ca khúc khải hoàn, nhưng Uganda cho thấy họ là đối thủ rất khó chịu của Senegal, mà việc hòa 3/5 trận là minh chứng. Riêng lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 6 năm 2017, Uganda buộc Man và đồng đội phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng. Thế nên, nếu ai đó cho rằng đây là trận đấu dễ dàng với Senegal thì phải xem xét lại. Dĩ nhiên, với lực lượng cùng kinh nghiệm vượt trội, nhiều khả năng Senegal vẫn sẽ ghi tên mình vào tứ kết, nhưng họ chỉ có thể làm được điều đó trong nhiệm vụ.